Sau 22 tháng, kể từ ngày chấp chánh, ngày 6 tháng 5 năm 1957, Tổng thống Ngô Đình Diệm đến thăm Hoa Kỳ trong 2 tuần lễ. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm đã được Tổng thống Eisenhower đón tiếp trọng thể theo nghi thức dành cho một nguyên thủ quốc gia mà Hoa Kỳ trân trọng. Trong 2 tuần tại Hoa Kỳ, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã được dân chúng Hoa Kỳ hoan nghênh nồng nhiệt. Cũng trong chuyến công du này, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã tiến hành cuộc hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ về chiến lược chung để phòng thủ Việt Nam Cộng Hòa, tiền đồn của thế giới tự do. Trong những năm đầu của đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, nhiều tàu lớn của Hải quân Hoa Kỳ đã cập bến Sài Gòn trong cuộc hải trình nối kết tình đồng minh. Và đây là hình ảnh tàu lớn của Hải quân Mỹ đón tiếp Tổng thống Ngô Đình Diệm.